Đây là mình đang thu hoạch cái rau sạch nhà mình trồng xà lách ở thùng xốp này. Thời điểm là mùng 2 tháng 4 này, 2020. Thì mùa này vẫn trồng được xà lách vì là khí hậu nó vẫn còn ẩm. Mình tưới hàng ngày. Vì đây mình trồng này là chủ yếu là đất cát mọi người ạ. Mình không có đất cho nên mình trồng trồng đất cát, nhưng mà tại sao cây của mình là vẫn xanh tốt? Thì có một cách là mình không bón phân vào đất mà mình đi mới nói bé đây. Ở đây mình trồng toàn đất cát này. Toàn đất cát. Thậm chí là cát chưa được pha gì cả. Tại sao là với cây vẫn xanh tốt thì đấy là mình đã ủ cái rác hữu cơ ở rác thải của nhà bếp ấy. Ví dụ như mình ăn hoa quả này, dưa hấu, xoài, rồi cam, táo, lê ổi, vân vân, những cái loại hoa quả hoặc là hoa quả dập ấy, thì mình cho vào một cái thùng đậy kín lại, để đấy khoảng một tháng hoặc 45 ngày trở lên là thấy nó hoai, không cho gì cả, nó tự ựa nước nó hoai ra. Xong lúc mình tưới thì mình pha nước lã vào, pha loãng và tưới vào xung quanh gốc thì cây nó hút được dinh dưỡng lên. Đấy, thì cái cây này đấy, ví dụ cái cây này lúc mình trồng mình ươm á, thì nó còn mình chưa kịp tưới vì cái nó đang yếu, mình chưa kịp tưới thì nó vàng lá đấy, nó vàng. Bây giờ cách đây một tuần mình đã tưới nước phân hữu cơ thì là nó bắt đầu xanh, và nó xanh trông thấy. Đây các mọi người nhìn thấy cái viền xung quanh nó còn vàng, còn vàng là tuần trước nó chưa được dinh dưỡng này, bây giờ nó xanh dần lên, những cái lá mới ra thì nó xanh dần lên. Nhất là những cái lá trên đỉnh ngọn thì không còn màu vàng nữa, nó rất là xanh. Một cây đang phát triển rất là tốt. Đấy, thì mình nhìn thấy cái cây nó ăn dinh dưỡng, nó trông thấy luôn những cái lá trước nó có cái viền xanh khi được bổ sung chất cái là nó, và viền vàng khi bổ sung chất thì nó xanh đến, nó xanh từng cái tia lá luôn. Đấy, ví dụ như cây này nó đang còi thì nó vàng hơn này. Cây này còi. Còi và nó ra hoa sớm, nhưng mà mình cũng mới tưới lên cho nên là nó đang có màu xanh, đã có màu xanh rồi, và nó đang bắt đầu phát triển rược lại. Vì mình trồng ở đây không có đất cho mình trồng bằng cát, thì mọi người thấy không, cát còn cát thôi. Đất chỉ là cái giá thể cho cây nó đứng thôi, còn chủ yếu mình tưới bằng dinh dưỡng được. Vì bởi vì theo như mình nghĩ thì người ta trồng bằng thủy canh ấy, thì làm gì có đất, đúng không ạ? Thủy canh làm gì có đất. Thì tại sao mà cây nó vẫn xanh? Thì chủ yếu là dinh dưỡng ở trong cây. Những cái lá này bị sâu thì mình có thể ngắt bỏ đi, cho cây nó dồn dinh dưỡng. Lá này mình không vứt mà mình có thể cho luôn vào gốc. Đấy, cho luôn vào gốc thì nó hoai đi, nó cũng tốt. Đấy. Đây là mình trồng sen, đúc hai hạt dưa hấu này. Thì mình nghĩ là sau khi mình ăn hết xà lách thì sẽ dồn chất cho dưa chuột lên, cho dưa leo lên là vừa. Xà lách thì nó ngắn ngay hơn mà. Đây là mình vừa tỉa, vì mình trồng được rất là ít cho nên là mình không nỡ nhổ hết, mà mình sẽ tỉa thì trừ lại cái gọc và cái ngọn thì cái xà lách nó vẫn tiếp tục phát triển. Đây, tỉa hết những cái lá này, nó trừ lại những cái lá này và nó còn gốc còn rễ thì nó vẫn lên. Đây còn ngày mai còn một giờ nữa. Đấy. Đây là rổ rau, còn những cái lá già thì mình cho gà. Đấy, mình tính cho gà nữa. Rồi. Còn đây là rau muống mình mới trồng. Đấy, đi xuống đấy con. Để cắt bẻ nhà mình. Bẻ nhà mình. À đây, hôm qua mình có vừa nói bé thôi, các con nói to quá. Mình vừa trồng một ít hành, vì nhiều lúc không phải là đắt hay rẻ đâu mọi người, nhiều lúc tiện để có một, nhiều khi thiếu hành bắt canh nó không ngon. Đấy. Hôm qua mình vừa trồng một ít hành, đây là mình vừa mới trồng thôi, mình có thể nhổ lên cho mọi người xem. Thì lúc trồng mình cắt bỏ bớt rễ đi. Đây, chỉ lấy từng này rễ thôi. Mua hành ngoài chợ đấy, hoặc là cái hành ủa cũng được, không sao cả. Hôm qua là mình mua nhưng mà họ cho thêm một ít hành ủa, mình lấy luôn mình trồng. Thì mới trồng những cái lá mà ủa dập ấy thì mình cắt bỏ đi, còn những cái lá non mình để lại để sau nó tỉnh lại. Thì đây, rễ thì mình cắt bằng như này, bỏ bớt rễ. Đấy, và mình
cấy xuống đất này thôi. Mình mới trồng chiều qua, chiều mùng 1 tháng 4. Mới trồng chiều qua thì lúc tối là có mưa phùn cho nên là nó tỉnh luôn. Nó không héo nữa, trông nó dựng hết dậy. Hôm qua nó còn nằm nó úp cơ. Những cái lá mà già này mình có thể bấm bờ. Đấy. Thì bây giờ mưa xong cái thì đang còn nước mưa trên lá này, nó tỉnh lại. Và khi cái hành này nó tỉnh lại thì mình sẽ có thể ăn được những cái lá già bấm trước đi. Để cho nó tỉnh lại đã. Thì mình vẫn có thể thu hoạch luôn cái những cái lá này. Có thể rán trứng cho các con nó rất là tiện. Đây những cái lá úa này mình bấm hết. Đấy. Sau mình bấm dần xung quanh thì mình để cái lá non lại cho phát triển là được. Và cái gọt này phát triển. Đấy. Đây là hành mới trồng hôm qua đấy. Chào mọi người, chúc mọi người có một cái thời gian nghỉ corona dịch rất là ý nghĩa. Có công việc làm khỏi tự kỷ. Đấy. Đây là cách mà mình cũng để hạn chế ra đường chẳng hạn. Nhiều khi mình nấu nướng cái gì rán trứng nhóc con thiếu cái hành nó mất ngon. Hoặc nấu canh gì đấy thiếu cái hành để chạy ra chợ. Mà hành thì thường là mình không để được. Đấy, mình mua về mình không để được, để là nó héo, nó úa, nó dập. Cho nên mình trồng ra đất này thì là nó tươi này. Đó, nó tươi và mình ăn có thể bất kỳ lúc nào mình cũng có được. Nhiều lúc có vài cộng hành thôi, nó đỡ. Nhá, chào mọi người nhá. Nếu ai thích theo dõi kênh Kỹ năng cuộc sống thì đăng ký và like. Cảm ơn mọi người.